làm thì còn chê. Tốt nhất là không ăn được thì dậy, thế nó nhanh. Rồi cho nó cút luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay thì mình quay trưa mọi người ấy. Mình với em trai mình là hôm nay là làm cái món sữa tươi trân châu đường đen mọi người nhé. Đây thì mình có một hộp sữa tươi này và trân châu đường đen với lại các thứ là mình với em trai mình nấu từ trưa rồi. Đây là cà phê của mình mọi người nhé. Đấy, thì trước khi mình chế biến cái món này thì mình cũng muốn giới thiệu đến mọi người một kênh YouTube, thì tên kênh là Gia đình Bơ Kem mọi người nhé. Thì đây cũng là kênh của một người bạn của mình. Mình cũng mong mọi người sẽ sang đăng ký kênh ủng hộ bạn mình mọi người nhé. Và link kênh bạn mình thì mình sẽ ghi ở dưới phần mô tả cũng như phần bình luận dưới video ngày hôm nay của mình. Bây giờ thì mình với em anh sẽ chế biến cái món sữa tươi trân châu đường đen mọi người nhé. Đây bây giờ anh lấy cái này ra múc, em múc trân châu vào cho anh. Mình bỏ tạm cái này xuống không đổ mọi người. Đây là cái sữa ông thọ mình hòa ra. Uầy. Đấy, em cứ lựa lựa lấy 4 cốc. Có mỗi 3 người mà. 4 cốc cho ai? 4 cốc cứ làm cho nó sướng. Đây cho cả đá vào nữa nhá. Trưa hôm nay cũng lóng lóng mọi người ạ, nên là thưởng thức cái món này rất là hợp lý luôn. Đây là cà phê của mình mọi người. Cà phê là mình đã hòa sẵn ở đây rồi. Cho một chút vào cho thơm mọi người. Đấy. Và mình sẽ cho cái sữa tươi này vào mọi người nhé. Đơn giản quá nhỉ. Hôm nay vì thời tiết nó nóng lắm mọi người ạ, nên là mình làm đơn giản đấy. Ui cái gì mà ui, mày chả rót cho anh đi, mày cứ ngồi đấy mà ui. Em xem anh rót, mày rót rơi hết rồi đây này. Rơi đâu, đã rơi chưa? Đấy, đấy. Ui, nhìn rất là thích luôn mọi người. Đây, bây giờ thì mình sẽ thưởng thức trước mọi người nhá. Đây, cho anh cốc này, Hoàng Tị ăn cốc giữa nhá. Là. Đây mọi người ơi, bây giờ khuấy lên thì nó mới đẹp này. Đấy. Trộn đấy. Mình mời mọi người nhá. Wow, quá tuyệt vời luôn mọi người ạ. Mình mời mọi người nhá. Kiểu như trưa trưa này mà làm cái cốc sữa tươi này đúng là ngon không? Quá ngon luôn, em thấy ngon không? Nó cứ kiểu gì. Kiểu gì, anh làm ngon thế này kiểu gì nữa. Mình kiểu như là mình hôm nay mình cái sữa cái trân châu đường đen mình nấu cùng với đường phên mọi người, nên là nó có cái vị ngọt rất là ngon luôn. Lại còn làm đổ nữa, anh chịu mày. Không phải tại em. Tại anh à? Cảm giác rất là mát luôn và nó có cái vị thơm của cả sữa, cái sữa không đường ấy mọi người, sữa tươi không đường ấy. Không, đắng đắng. Đắng đắng. Mày ăn thế nào ấy chứ. Anh thấy ngon mà. Hoàng nhìn anh làm cái này là đẹp chưa? Đẹp. Đẹp rồi đúng không? Mày thấy đẹp không? Đẹp thì có đẹp. Ăn ngon không?
Như đang đắng ấy. Không thuộc khẩu vị với em hay sao ấy. Rõ ràng anh thấy ăn ngon mà. Hòa vào thưởng thức đi để cho anh ý kiến xem nào. Anh thấy ăn ngon mà. Của mình đây mọi người. Hoàng thử ăn xem nào. Anh thử ăn đi xem nó có ngon không. Ngon như là anh Sơn nói không. Chẳng ngon đây, anh ăn thấy ngon mà. Mình mời mọi người nhé. Mình sẽ thử cái hột chân trâu mọi người ạ. Ngon mà, ngọt ngọt đấy. Chân trâu ăn mãi nó vẫn cứ đắng ấy. Chân trâu thì dai. Chân trâu này nó chả dai. Nói chung là mình chả biết nào, mình đang khát nước. Có uống ngon lắm rồi. Nay anh Sơn làm ấy, nay không có chị ở nhà nên là anh Sơn làm, anh làm nó cũng không được điêu luyện lắm mọi người. Chắc chắn là ví dụ như là mình là con trai, mình làm nó sẽ không được công phu như là con gái làm. Nhưng mà mình cảm giác là ăn những cái hột chân trâu này nó cũng rất là ngon rồi. Cho đến cái nước uống này nó cũng thanh thanh, nó không bị ngọt quá mọi người ạ. Nhợ lắm, chân trâu nhợ lắm. Chân trâu ngon mà. Nó cứ nhão nhão ấy. Dài dài, nhão đâu. Mày hôm nay mày bị làm sao ấy. Anh thấy ngon mà. Thật em nghe nó thấy gì ấy. Anh Minh Hoàng mất công trưa nay không ngủ. Nhưng mà nó không ngon. Tại vì là anh dạo này cũng đi học suốt mọi người ạ. Nên là trưa anh cũng vừa mới đi học về thì mình gọi xuống đây để thưởng thức cái món sữa tươi chân trâu đường đen này luôn. Anh cứ nghĩ là hôm nay mày xuống mày khen ngon, mày ăn thế này mày kê chê. Mà nó không ngon thật, không ngon nhưng mà không ngon. Anh biết là mày đi học về nó lắng lóng anh mới làm món này. Sữa thì đắng, chân trâu thì nhão. Thế nhỏ mà ngon ở đâu. Mày có làm đâu mà mày chê nhiều ấy. Chưa anh Minh Xuân làm rồi. Mày phải làm đấy đâu. Anh Minh Hoàng hai anh em làm xong thì gọi mày xuống ăn giờ uống mày. Anh lòng tốt của anh bây giờ mày bảo không ngon. Em biết là hai anh làm nhưng mà nó không ngon, sao mà uống được. Tao không làm rồi, tao làm rồi mày còn chê nhiều. Anh thưa này anh có biết làm đâu. Ý ra mày có khen một câu vui làm sao. Mày đúng không à. Đây là anh học làm trên mạng. Em không biết nhưng mà có uống được rồi. Không làm lại còn chê. Tốt nhất là không ăn được thì dậy thế nó nhanh. Rồi cho nó cút luôn. Ngồi đây ăn đã. Mọi người biết tính mình rồi đấy. Không làm trên nhiều thì tốt nhất là dạy thế thôi. Thế mày vào mày quay đi nhá để anh ấy. Ôi, em nó quan tâm không quan tâm. Mày tự nhiên mày nó ấy như thế thì thôi chứ làm gì mà. Anh nhìn hôm nay anh làm chỗ này anh làm thứ nhất nó không được đẹp thì bỏ qua, tại vì anh con trai đấy, chị không có nhà. Ngồi thế bây giờ đây, ngồi gì vào đây mấy anh. Bây giờ anh nhá. Anh làm rồi, nó đã độc lên ăn. Thế em, anh có thấy em chê anh mấy món này bao giờ chưa? Anh biết là như thế, anh biết là bây giờ nó bỏ về thế kia giờ. Thì em chả quan tâm. Mày nóng tính, thế không biết được nữa, nó chê. Mình đã bảo rồi, không làm ngồi uống bình thường thôi. Không khen cũng chả sao. Đây còn chê, mà thật sự chê không đúng mọi người nhá. Mình uống được, không phải là nước này là nước đẻo. Mình uống nó vẫn ngon. Nó sáng, vẫn ngọt. Sáng nay thì mình cũng dậy rất là sớm để ra chợ mua cái chân trâu này cũng như là mua cái đường phên mọi người ạ. Mọi người biết tính mình đấy, mình nói thật, mình Minh Sơn làm cả trưa. Hai anh em quay chuẩn bị bao thứ, đi mua đồ các thứ. Nó phải làm gì đâu. Đây độc mình làm xong bây giờ hai anh em quay mời xuống ăn cùng thôi chứ có phải là mời xuống kiểu ngồi giám khảo đâu mà phải chê. Còn anh em nói thật với anh chứ anh tính anh kiểu gì ấy. Nói không được thì thôi, thế cho nó nhanh. Mình nói thật làm không được, nếu mà làm được thì làm, không được thì thôi. Nhưng mà mày phải hiểu là bây giờ nó đi học về nó cũng mệt. Thế nhưng thì nó chắc chê là mình không làm, đúng. Chắc mình làm cũng không ngon thật. Có thể là ngon, anh em mình ăn ngon nhưng mà nó ăn không ngon thì nó chả chê. Kệ anh, không quan tâm. Mình chả hiểu hôm nay làm sao ấy mọi người. Hôm nay thì mình cũng không muốn quay video vào lúc chiều ấy, tại vì nó cũng hơi vội. Thế nhưng mà mình làm trưa, tại vì là ánh đi học về cũng lắng lóng nên là hai anh em mình cũng làm cái món này để mời ánh xuống uống cho nó mát. Thế nhưng mà chả biết hôm nay kiểu gì mà cãi nhau chứ
như này mình rất là buồn luôn mọi người. Mà rõ ràng là trà sữa mình làm cũng rất là ngon luôn. Ánh thì chê, sau đó là Hoàng thì cũng lại như thế. Thì chắc là mình cũng xin dừng video này ở đây thôi mọi người. Chắc là tí nữa phải đi xuống xem là ánh như nào, không biết là nó về chưa nữa. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nhé. Bye bye.